Những ngày tháng năm, khi cái nắng hè ngày một thêm gay gắt, cùng là thời điểm các nội dung huấn luyện chiến sĩ mới bước vào giai đoạn nước rút. Chúng tôi đang gấp rút hoàn thiện những phần việc còn lại, chuẩn bị cho đợt kiểm tra 3 tiếng nổ sắp tới. Báo cáo toàn thể các đồng chí, ngày hôm qua thì tiểu đoàn đã tổ chức phát động thi đua trong kiểm tra 3 tiếng nổ và kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện. Và cũng đề nghị các đồng chí là chúng ta xác định tốt quyết tâm của mình, đồng thời là vận dụng những kiến thức, những năng lực, những kỹ năng, những kinh nghiệm mà các đồng chí đã được học để làm cơ sở ngày mai chúng ta đi kiểm tra 3 tiếng nổ. Các đồng chí có quyết tâm đạt kết quả cao nhất trong kiểm tra 3 tiếng nổ ngày mai không ạ? Quyết tâm! Vâng, xin cảm ơn tất cả các đồng chí. Sau gần 3 tháng huấn luyện vất vả, vượt nắng thắng mưa, chúng tôi sẽ cùng nhau bước vào đợt sát hạch tổng hợp quan trọng để đánh giá kết quả 3 tháng huấn luyện của mình. Sự tự tin ai cũng có, nhưng xen lẫn vào đó vẫn là những cảm xúc của sự lo lắng, hồi hộp. Cố gắng hết 3 tháng này, đưa tay ra anh em mình quyết tâm. 1, 2, 3, quyết tâm! Quyết tâm. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của bản thân mình và sự đôn đốc động viên đến từ các cán bộ, các tiểu đội trưởng, các trung đội trưởng thì tôi nhận ra rằng mình không hề hồi hộp mà ngược lại vô cùng tự tin để bước vào chinh phục 3 tiếng nổ đầu tiên của đời mình. Mới sáng sớm, chúng tôi đã có mặt tại thao trường. Ai cũng khẩn trương hơn vì hôm nay là một ngày đặc biệt. Ngày mỗi chúng tôi thực hiện lời hứa với bản thân và gia đình, quyết tâm giành những bông hoa điểm 10 trong đợt kiểm tra 3 tiếng nổ sau 3 tháng luyện rèn. Dưới sự hướng dẫn của chỉ huy, đại đội 7 của chúng tôi đã nhanh chóng vào tuyến chờ đợi, khéo léo gói buộc lượng nổ. Ở nội dung đánh thuốc nổ, quá trình thực hành các thao tác gói buộc lượng nổ bảo đảm đúng thời gian quy định, kỹ thuật tra lắp, chắp nối đồ dùng gây nổ và các động tác vận động trên chiến trường phải đúng kỹ thuật. Chính sự sâu sát và phương pháp huấn luyện khoa học của đội ngũ cán bộ đã giúp chúng tôi thêm tự tin vượt qua tiếng nổ đầu tiên, an toàn, thắng lợi. Thông báo thành tích. Giải số 1, nội dung 1, giỏi. Nội dung 2, giỏi. Thành tích chung, giỏi. Được những cán bộ dẫn đến động viên và giúp đỡ tôi, tạo cho tôi cảm giác bớt lo lắng và lên thuốc nổ thành công. Nhờ kịp cuộc ra cước nổ giỏi nên tôi sẽ cố gắng giữ thành tích để đạt được kết quả tốt cho những cuộc kiểm tra sắp tới. Điều kiện bất lợi của thời tiết không làm giảm đi khí thế thi đua, sự tự tin, quyết tâm khẳng định mình của chúng tôi. Thời tiết hôm nay dù nó nắng lấy đường ngắm hơi khó khăn cho các đồng chí, nhưng mà sự nỗ lực từng ngày huấn luyện ở thao trường ra mục đích bằng, tôi sẽ cố gắng hết sức đạt kết quả nhất. Bên phải quay về vị trí chạy thường, chạy. Nó tiếp theo lên tuyến bắn tiến. Sau hiệu lệnh của người chỉ huy, đồng chí Cái Vạn Thành cùng đồng đội tự tin sải bước vào vị trí tuyến bắn. Sự hồi hộp, lo âu của mỗi chúng tôi dường như trôi qua nhanh khi mỗi viên đạn từ những loạt bắn của đồng đội đều trúng mục tiêu ở cả 3 tư thế: đứng, quỳ, nằm. Bình tĩnh, tự tin, xử lý nhanh gọn, dứt khoát trong từng yếu lĩnh động tác, đó là kết quả của những ngày vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập trên thao trường bãi tập của chúng tôi. Những bông hoa bắn giỏi cùng những điểm 10 tuyệt đối là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của chúng tôi
trong suốt gần 3 tháng qua. Tâm trạng em rất là vui mừng, phấn khởi khi được nhận thành tích hoa bắn giỏi. Động viên tinh thần em trong quá trình 2 năm em nhập ngũ, đấy, cũng là một cái kỷ niệm. Sau khi xuất ngũ là có một cái gì nhớ đến quân đội. Trong quân phục chỉnh tề, với tác phong nhanh nhẹn, đồng chí Nguyễn Tiến Đạt là người đầu tiên của đại đội thực hiện nội dung ném lựu đạn xa trúng đích. Khi chỉ dẫn ra thao trường nghe tiếng đủ, thì giật mình, không nghĩ được to như vậy. Chấn an mình phải cố gắng lên, không được bằng cách nắm chặt cửa lựu đạn vào và tự an ủi mình. Phải cố lên. Khi lém xong tâm trạng rất là vui, lém xong lại muốn lém thêm quả nữa. Nội dung kiểm tra ném lựu đạn được xác định là có khả năng mất an toàn cao nếu như đơn vị không làm tốt công tác chuẩn bị và chiến sĩ không có tâm lý tốt. Chính vì vậy, năm nay có sự đổi mới trong kiểm tra ném lựu đạn. Trước khi vào ném lựu đạn thật, chúng tôi được ném lựu đạn hơi để tạo tâm lý thoải mái, làm quen với cảm giác. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ các cấp luôn theo sát trong quá trình thực hành để hướng dẫn, động viên, khích lệ. Chúng tôi cũng cảm thấy tự tin hơn để hoàn thành tốt tiếng nổ thứ ba của mình. Ba tháng tân binh trôi qua thật nhanh. Trên khuôn mặt của mỗi người không còn sự bỡ ngỡ như ngày đầu nhập ngũ. Nắng gió thao trường đã giúp cho các chàng trai tuổi 18 đôi mươi ngày càng rắn giỏi. Tôi rất tự hào vì tôi đã vượt qua được và đạt được kết quả giỏi, tốt trong đợt huấn luyện 3 tháng này. Kết quả này sẽ giúp tôi tự tin mạnh mẽ hơn trong khoảng thời gian 2 năm sắp tới khi về với đơn vị mới. Đối với chúng tôi, việc hoàn thành tốt kiểm tra 3 tiếng nổ không chỉ khẳng định sự tiến bộ về trình độ quân sự, mà đó còn là hành trang quý giá giúp chúng tôi tự tin, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. 3 tiếng nổ thực sự là một cái dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của mỗi người lính. Nó là một sự trưởng thành của cá nhân tôi. Tôi đã không còn rụt rè hay là lo lắng khi bước vào kỳ kiểm tra như là lần bắn thử nữa. Nó sẽ là sự khẳng định rằng tôi đã vượt qua được chính bản thân mình trước đây và trưởng thành hơn trong tương lai nữa.